Mentor mới chào cô chú anh chị, đây là kênh YouTube Mentor TV. Thì hiện tại Mentor đang ở nhà em Sơn. Đây là cái cảnh thật đang ngủ hả? Mày ngủ gì á Sơn? Trời ơi. Chung là Mentor đi ngang quay video nhà Thanh Khờ kêu hoài không nghe, không xoay qua xoay lại không ngủ giống vậy nè. Thôi ra đi, gọi mặt đi, nói chuyện chút xíu coi. Trời trời. Ngủ gì mày, hồi đó giờ luôn hả? Bao nhiêu năm mày ngủ vậy? Năm mấy à? Ngủ năm mấy vậy đó hả? Rồi, cái mặt đây nói chuyện xíu. Đây. Chào mừng cô chú anh chị trở lại kênh YouTube Mentor TV. Lời nói đầu tiên thì Mentor gửi lời chúc cô chú chị quý mạnh thông quân, quý nhà hảo tâm gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài phát đạt. Hồi nãy Mentor cũng ghé nhà em Sơn một tay, rồi mình ta kêu hoài mà không thấy Sơn ở đâu, rồi dòm lén qua cái dách nhà thấy Sơn nó đang ngủ cái võng, rồi mình ta mới kêu, rồi kêu đi rửa mặt đi, rồi để mình ta hỏi vài câu để phỏng vấn cho cô chú anh chị cùng xem video của mình ta. Thì đây nhà là nhà của Sơn, của chú anh chị nó mục nát hết rồi, không còn có gì hết. Rồi vợ thì hai chồng mấy bữa trước cũng đi làm ở đâu tỉnh Kon Tum Đắk Lắk vậy đó. Rồi một tháng nay mình ta không có quay được đem Sơn được. Rồi hôm qua hôm kia mình ta được nhận số điện thoại của người bà con ở địa phương, thì điện nói Sơn nó vừa về đó. Rồi mình ta mới kêu Sơn đi rửa mặt để mình ta nói chuyện và quay chia sẻ video của Sơn như thế nào. Thì mời cô chú chị xem video của mình ta. Rồi anh chào em nghe Sơn. Dạ. Rồi em đi làm về hồi nào vậy? Dạ. Em đi làm về hồi nào? Về đi nữa ba bữa rồi. Ba bữa hả? À. Lúc trước em nói em đi làm ở tỉnh nào? Tỉnh Bù Đăng. Bù Đăng hả? Ồ, Bù Đăng anh lộn Kon Tum Đắk Lắk. Ở đó hết bao nhiêu ngày? Gần tháng á, mấy gần ngày tháng. Rồi vợ con em đâu rồi? Dạ, vợ con nó còn làm chảnh để hết dậu. Làm hết vụ mới về hả? Rồi mấy đứa con là đem đi bản hết luôn hả? Dạ. Rồi em về đây mấy ngày rồi? Về đi 3 ngày. 3 ngày rồi em về đi làm gì? Dắt lúa. Đi dắt lúa hả? Dạ. Một ngày dắt lúa được nhiêu tiền? Có khi dắt trăm mấy. Rồi có khi 200 mấy gì đó. Ủa sao em không làm ở đó, em phải chạy về nhà đây để làm? Chứ chảnh ngủ ăn không à, không làm cái gì hết trơn. Ủa là tại sao đi làm mà nó ngủ ăn là sao? Không có việc làm á. Lúc trước người ta kêu mà đi làm mà tại sao giờ em nó có việc làm là sao? Làm được 3-4 bữa vậy nè. Thất nghiệp luôn hả? Trời ơi, vậy đi tốn chi phí biết nhiêu rồi nằm đợi ăn rồi chết luôn rồi. Ủa rồi người ta kêu nó mình đi làm lương tháng hay sao? Cái đó mình làm ngày á. Làm ngày hả? Có là làm, có là thôi á. À, rồi em đi gom nguyên gia đình em đi kiểu này rồi làm sao mà có tiền để lo cho các con này ăn uống nữa. Rượu cũng rượu nó qua về nó cũng nó không chịu về, nó thấy lỡ lên cho bả bán vụ lỡ làm cho hết vụ. Mà làm hết vụ mà không có việc làm sao có tiền? Rồi đều lớp đều nó vụ này nó thất quá. Học điều quá ha. Dạ. Rồi gia đình em là đi bao nhiêu người? Đi hết luôn. Đi hết luôn hả? Dạ. Rồi ba em đi theo đúng không? Dạ. Rồi ba có về chưa? Cũng còn chảnh. Ở chảnh rồi em chạy về một mình em ha? Em về mấy anh thứ tư có vợ bạn. Là em về đây dắt lúa. Dạ. Bây giờ dắt lúa chừng nào hết vụ lúa là mình đi nữa hả? Con chắc chưa biết nữa. Nếu mà đi hết vụ lúa, nếu mà có công việc gì khác làm nữa, rồi không có thì chọc chở quá. Hết chọc quá vậy. Dạ. Rồi đứa con, các con em đâu được đi học đi gì đâu hả? Chưa. Ba đứa nào không có được đứa nào học hết. Dạ. Thì cứ đi theo cha theo mẹ vậy thôi. Dạ. Rồi tay em một tay vậy, em sao dắt nổi xưa?
em sơm cái lúa lên nổi. Ta đỡ cho chắc. Ta đỡ cho em ha. Dạ. Em lọc cái áo xuống đi, em kéo cái áo để anh quay cái tay lại cho cô chú chị cùng xem. Em kéo ra hết luôn, kéo luôn, cho cái tay em ra luôn, đưa cái tay ra ngoài luôn. Đừng nước cái mít được rồi. Kéo ra đại đi, đại mình quay chia sẻ là cái thật nhất để cho cô chú chị xem á. Rồi như vậy đó, rồi mà đi dắt lúa, dắt có một tay mà. Thì em cũng nghị lực cao cường đấy. Là người ta thảy lên da cho em mà em dắt em đi ha. Dạ. Cái đoạn đường mình dắt xa không? Mấy cây số không? Cũng gần mà dắt suốt. Đi suốt hả? Dạ. Như lúa ta suốt xong á mình dắt lên lộ lớn đúng không? Dạ. Lên lộ ha. Nếu mình còn hai tay mình đổi đỡ này kia cho nó khỏe nhất. Còn còn ta thì ta hai tay mình ta ngồi ta đứng đỡ hoài, còn mình tay mình đi làm dắt suốt vậy đó. Mình chỉ lấy cái lực mình chỉ dắt đi rồi thả xuống thôi. Còn người ta ginh, có người ta ginh cho mình. Về 3 ngày dắt. Dắt bữa nay mệt quá ngủ đi làm không nổi nè. Mà bữa nay em không làm à? Dạ không. Mệt quá bữa nay. Ừ nãy anh kêu em mà em không có lên tiếng luôn. Anh kêu nghe nói mẹ nói là em nó ngủ lâu, dắt lận nó đuối bị à? Nó bị sổ mấy sống dai này kia nó nhức mỏi á. Bữa nay lên không nổi. Anh kêu em nằm trời ơi, im re không có lên tiếng. Mình thơ thấy gì mình tơ bốc cái máy mình tơ quay luôn. Ngủ cái mùng mấy năm trời đây mà mũi cắn không lưng không? Không, cái này nó cũng vậy ha. Dạ nó cũng vậy. Nó cũng vậy phía dưới. Ở đây mình tơ quay lại cái nhà cho cô chú chị cùng xem. Nhà nó không còn cái gì hết mà ba đứa con hả Sơn? Dạ. Toàn là gái không phải không? Gái không. Thôi bây giờ mình khó khăn đừng có xin nữa nha. Cái này anh khuyên thôi. Trai gái thì cũng là con mình, bây giờ cố gắng mình lo cho nó đi. Chứ em xin nữa là cái nhà không có cho ở đâu, làm sao lớn rồi nó ở đâu. Đó, gà gách te tu hết. Rồi mới móc mưa rồi sao Sơn? Hả? Mưa rồi sao ở? Chắc là bữa nay kêu mấy bạn qua phụ che bạc. Che bạc nữa ha? Che bạc nữa ha? Bạc bộ hôm dắt lúa lụm được. Ủa bạc đấy hả? Dạ. Lụm hả? Dạ. Ủa nó dục ở đâu vậy? Lụm hay vậy? Bạc không có tin nè. Bạc gấp gạp á. Người ta bỏ hả? Không, ta chạy xe gớt. Không biết qua em lụm về luôn. Mình thấy giờ mình không lụm, ta cũng lụm mà. Bây giờ em định lấy cái đó em che là cái này nhà hả? Dạ. Anh ta lại chia. Lại chia rồi. Chia. Không chia, để dành lọc cái nhà lại. Dạ. Trời ơi. Bây giờ là dự tính là kêu mấy bạn phụ lọt ha. Mà leo lên sao mà leo, em leo lên sập nhà liền. Không, cái này mình cột cái dây á. Hả? Người đứng giữa đẩy lên rồi hai người kéo lên, kéo ngang vậy. Ừ chứ mà leo lên trong nhà sập sập banh xác luôn á. Cái nhà này nó mục hết rồi. Rồi mưa tới là không còn cái gì luôn nhà này. Đó. Ở đây nghe nói là cái nhà của ba em hả? Dạ. Nhà ba là cũng được nhà nước cho luôn phải không? Dạ. Dạ. Chào gì nghe. Dạ không phải, mượn đó vay 50 triệu ấy, mà làm cũng đủ đó, còn thiếu đó. Ở đất là đất nhà nước hay gì? Hả? Dì qua đây con ngập xíu ơi. Dạ em nói đây. Dạ. Ôi đất thì đất của ai gì? Hả? Đất thì đất của ai? Thì đất của tôi. Đất là của nhà nước cho hay là đất cho. Của mình? Nhà nước cho luôn. Dạ. Rồi cái nhà này. Nhà này thì cũng rất hết trơn á bà. Lúc đó bà chú lại kịp cũng dùm giúp tôi mà. Mà tại bây giờ gọt hết trơn rồi mà vay tiền nhà nước 50 triệu á. À, còn thiếu nhà nước 50 triệu. Dạ. Đồng mỗi tháng gửi 500 mỗi tháng này nè. Rồi làm cũng đủ đó. Còn cửa không có gì hết.
thấy vậy chứ còn thiếu hết. Thiếu nhà nước nè. Dạ. Kể nhà nước ai mà không thiếu. Mà quan trọng mình làm mình trả. Nhà nước nói chung là ai cũng đều thiếu hết á, chứ không ai không thiếu nhà nước. Thiếu mình lấy cái vốn để mình lấy mình làm ăn mà. Mà quan trọng mình có cái công việc để mình làm ổn định để mình trả tiền nhà nước thôi. Chứ mà nói ai mà không thiếu nhà nước, hiếm lắm. Thậm chí con cũng còn thiếu tiền nhà nước nữa mà. Đó, nhà tôi cũng hỏi tôi cũng vậy á, rất rớn vậy đó. Gạch giống vậy luôn hả? Hồi bà tôi đó. Dạ. Cũng nhỏ vậy đó. Trời ơi. Thân quá cũng khổ, chứ không có ấy đâu tại. Rồi nhà nước thấy vậy á. Còn thí dụ con quay chia sẻ hoàn cảnh của Sơn nè, thí dụ mà được cô chú Mạnh Thường Quân thương á, rồi cô cho cất ở đâu được? Dạ. Thí dụ Sơn mà được Mạnh Thường Quân cho nhà, rồi cô cho cất ở đâu được? Cất cất đây đây chứ sao giờ? Cất đây luôn không? Cất dạ. Trước nhà của mẹ đâu hả? Thế lại cất đâu? Ừ. Con chia sẻ thì có thể cô chú thấy tội nghiệp thì cô chú có thể ta thương ấy, cho nhà đó. Con là con đi giúp những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt mà muốn vươn lên, chẳng như là nghèo mà muốn vươn lên đó, đâu có cái ngôi nhà đàng hoàng để nuôi vợ đứa con để lo làm, chứ không phải con thấy nghèo mà không chịu làm thì con không có chia sẻ đâu. Nghèo mà chịu làm chịu vươn lên thì con sẽ giúp cho có cái ngôi nhà đàng hoàng. Cái nhà đó bây giờ con dâu đi làm ở Đồng Xoài, bây giờ ở đó đó chứ làm cũng không có tiền. Dạ. Kệ vợ cũng sao giờ. Dạ, vô trong cái xe này con nói chuyện về câu đi ha. Nói cũng rảnh. Kệ như vậy là được rồi, nói gì là được rồi. Vậy là nghe được rồi, ngồi trên cái bố đây. Trên miếng lán á. Ờ vậy ngồi đi, ngồi xuống đi ha. Thì con cũng đi quay hoàn cảnh của Thanh Khờ á, thì con vừa động đất cái ngôi nhà đó ngày hôm qua, hôm nay thợ đang vô làm. Vô nội ngoại thì vô nội ngoại đi ha. Rồi con nghe nó Sơn mới về mà hôm qua con có qua một lần đúng không? Hai lần rồi. Anh kiếm em 2 ngày rồi đó. Anh quay hoàn cảnh của Thanh Khờ đây nè, đang làm nhà bên kia thì anh nghe nói em về anh chạy xuống. Dạ, đây anh làm nhà cho anh Thanh chưa? Dạ đang làm đó, con mới chạy nghe con. Dạ tôi nói gì nè, bờ làm cho nó thì làm cho nó dùm giúp cho nó sớm đi, sợ tháng này nó mưa. Ai Thanh Sơn hả? Dạ. Thì con cố gắng con chia sẻ coi có cô chú nào thương đó. Không thì mà quan trọng có đất để làm hay không. Có thì nè con chút thì nè cho kệ đấy, làm sao vậy con chút thì làm cho cao chút đi, cho nó rộng chút đi. Dạ. Yeah. Nếu mà miếng này đất, dạ yeah, thí dụ mà con có tiền, thí dụ mà con có tiền con làm ha, thì con làm cho cái gác luôn. Tại cái nhà này làm cho gác cho nó đi rồi. Yeah, cho các con ngủ trên gác cũng được đó. Dạ tôi nói cho nó vậy nè, bây giờ tôi cũng còn khổ, bây giờ tôi xin giờ làm nhà cho anh Sơn rồi xin cho tôi làm oxy cho tôi cái đi mẹ con. Ô, chưa có nhà gì xin hả? Dạ chưa đâu. Trời ơi. Dạ, giờ xin vậy đó, giờ làm không? Ô vậy là cô đi ở đâu? Đi cầu cá kìa. Đi cầu cá đi ké anh ta không hả? Dạ. Chứ chưa có đâu. Để con chia sẻ coi. Tôi nói vậy xin vậy đó. Dạ dạ dạ. Chạy đi cho mẹ con đi. Dạ, nhà mẹ đây, con đi. Nếu làm cái nhà này thì không có thể làm nhà sinh trong nhà được. Không được. Nó chặt thì phải làm bên đất của cô bên kia. Dạ rồi, còn sao không làm được ư si thì dạ, được, còn dạ. Cất nhà thì cũng không được đó. Nói gì dạ, chứ, thì nếu mà làm cái nhà thì được, làm ô si trong nhà thì trước nhà của cô cũng không được. Cũng kỳ. Dạ, dạ, dạ. Thì dạ. Con kể thể con chia sẻ coi. Dạ. Cô chú nào thương thì có thể làm cho cái hố xí. Dạ. Trời ơi. Làm ơi không có đâu, thiệt nói thiệt á, cái nào không có thì nó không có. Không thì con chia sẻ thì có cô chú nào thương là con sẽ làm cho cô cái hố xí. Dạ. Bây giờ là đi cầu cá đi ké anh ta không hả? Dạ. Đêm ban hôm là đi gì không? Đi vậy á, đi ma nhắc chết ha. Sợ ma không? Con thấy Sơn mới về quê đó thì con mới chạy tranh thủ, con chạy qua con quay. Thì nhiều cô chú cũng muốn biết tìm hiểu hoàn cảnh của Sơn. Thì lúc trước con quay một lần rồi. Con quay xong được một lần ngày hôm sau là Sơn nó đi Đắk Lắk hả? Nó đi Đắk Lắk luôn rồi, con không có chia sẻ hoàn cảnh của Sơn được nữa. Thì cô chú cũng muốn hỏi thăm hoàn cảnh này như thế nào để con chia sẻ lên. Thì có cô chú thương thì cô chú cho nhà. Thì trước mắt thì con chia sẻ đi, ai thương ai cho gì cho con nhận ha. Bây giờ nếu mà được thì cô cho làm đây luôn phải không? Dạ. Dạ. Bởi vì tôi nói vậy đó, nói bà dùm giúp được thì làm cho nó sớm chút đây, vì tháng này cũng gần mưa rồi. Thì con cũng muốn lắm, thì dù ai mà cho tiền thì con kinh thủ con làm liền. Bây giờ trước mắt thì Mạnh Thường Quân nữa thì con chỉ là người chia sẻ thôi. Dạ. Người ta thương người ta cho lại thì con dành dụm lại con làm nhà cho. Dạ. Chú cũng chưa về luôn hả? Chưa về, không có tiền về. Không có tiền về luôn. Ôi trời ơi. Khổ chứ, chưa trời ơi, thế vậy chứ tiền cũng mượn nhà nước cũng vậy chứ cần thiếu nào. Khổ lắm. Rồi Sơn đi về xe hết nhiêu tiền mà không? Tiền xe lấy
Dạ nó ứng chủ được 300 về. Ôi trời. Mà đang mót mót tới chiều làm... được tiền xe về nhà cũng đã. Dạ, mà biết tại sao mình đi vậy, người ta nó kêu có việc làm mà mình đi nguyên gia đình mà đi làm được mấy ngày hết việc là sao sao? Không phải hết này đều nói tật thất cái gì á. Nó không có học điều cái gì á. Mà ta kêu mình lên đã đợi mà tại sao mà không có việc là học điều làm. Ta kêu ta cũng hàng ta nói điều cho chính đâu. Còn mấy tầy mấy người kia ta đợi về lên xóm á. Đợi lên xóm hả? Dạ. À, chưa chính mà cứ gom nhau đi hết, nói chung là thất nghiệp là nghe nói thôi là chạy lên liền. Chạy lên. Rồi lên lãnh nằm ăn thôi. Rồi chỗ người ta cũng nói, ta nói nếu mà vô này ngoài thế. Về ví dụ mà tiện mượn đi xe á, nói về đi rồi làm có tiền gửi trả cũng được, nếu không trả thì dù sao lên trả cũng được. Nói vậy rồi vợ thì mấy ổng này kia ổng thấy vậy ổng nói làm cho hết vụ luôn, rồi ba nó là đó luôn. Ông thì tính qua đây rồi cắm câu mà thấy là người ta đang cắt lúa thì chắc không có nước cắm câu đâu. Bởi vì không gì. Đúng rồi, vậy tháng này tôi cũng khó chứ. Tháng này khô queo đâu có nước đâu là cắm câu. Bởi vì ổng không về đó. Rồi em bây giờ em đâu ban đêm đâu cắm câu được hả? Không. Chỉ dắt lúa thôi. Trời, nếu mà dắt lúa rồi về bữa nếu mà nước nó lên, thí dụ hết vụ lúa, nước nó lên thì anh nghĩ có tháng mưa mới nước lên, cái tháng này khô queo rồi sao nước. Ổng cũng tính vậy á. Tháng 5 tháng 6 mưa. Ổng dắt không nổi nữa. Rồi nằm ở trển ăn ngủ thôi chứ đâu có việc làm đâu. Đi lượm được. Đó chắc nhiều thì ăn nhiều chứ còn dư thì chắc ăn dư. Có tháng nữa mà, một tháng này mang một ngày mang biết nhiêu tiền. Mà một tháng là mình chi ra biết bao nhiêu mà mình làm xong là quỳ giống luôn. Đầu tiên lên là điệu nó trúng dữ lắm. Bông vừa bông này rồi trái nó mới ra cho trái lớn vậy nè. Bị mưa hai đám nó dập làm sao bông vừa rụng rồi trái nó rớt hết luôn. Giờ cây có khi cây nào có trái không, có khi cây nào không có trái luôn. Thế rồi mà trong thời gian mình lên trển mình nằm ăn cả tháng trời xong lãnh lương làm xong ví dụ tới đợt á mình làm lãnh lương xong mình trừ cái thời gian mình ăn mình ở đó. Cả tháng nay đó mình chi ra cũng hết về cũng hai bàn tay không à. Phải không? Thì đợt này đi là không có tiền, có tiền chắc đủ tiền xe về chứ còn đủ tiền về đó, tại vì mình ăn ở mình ứng đó. À, ứng xong mình trừ lương ta thì là không có đó. Mà nguyên gia đình đi lỡ rồi, đi giờ lỡ rồi. À, chỗ người ta giờ? Cũng chỗ người ta cũng mở lời cho mình về thì mình ai về ai về thôi chứ nằm lại đó hoài. Về tốn tiền về nữa rồi ăn ở nữa, bây giờ thôi lỡ nằm lại luôn. Ôi khổ quá thế. Rồi bữa nay đuối quá nằm luôn hả? Dạ. Nãy con kêu thế nó tin bơ nó không trả lời con luôn. Giờ nhà cô thì cũng chưa có oxy luôn. Để con chia sẻ coi có ví dụ có mạnh thường quân thương thì có sẽ con dành dụm làm hú xí trước cho. À. Chứ bây giờ làm nhà thì mấy có đủ tiền làm nhà sao đi, cũng được. Nó đi cầu cá chợ sợ nó rước xuống cầu cá mình cũng thấy sợ đó. Dạ. Cháu tôi này nè, mấy nhỏ này nè. Dạ. Bởi vì thấy không có oxy thì cũng khổ. Dạ. Mà mình làm mình không có tiền dư đâu. Hồi đó coi như nó có cho mình vay mượn làm hú xí không? Không. Không có hả? Vậy là cái miếng đất này, ví dụ có mạnh thường quân thương rồi cô cho làm nhà được phải không? Dạ. Dạ. Còn cái hú xí thì con chia sẻ thì có cô thể là có mạnh thường quân sẽ giúp á. Dạ. Giúp thì con có thể làm hú xí cho trước cho. Dạ. Rồi còn cái nhà thì con thấy nó đủ tiền thì từ từ con sẽ tính tới cái nhà cho. Chứ giờ thấy Sơn nó ba bốn đứa con rồi, nhà không còn gì hết, bây giờ dột nát hết này. Che tầm cao su giờ lụm được cao su này mừng quá hả? À. Lụm được miếng của cô ngồi á. Nhà tôi cũng vậy đó, nhà tôi cũng đâu có thua nhà đó đâu. À. Tôi nói thiệt đó, tại rồi thấy khổ quá rồi không ấy. Nhà nó cũng không kêu cho giúp cho tiền cho gì á, kệ đi. Đi vay đi, vay 50 triệu á. Ừ, thứ nợ 50 triệu. Thấy nó khổ quá. Dạ. Yeah. Bây giờ vì vợ con em khoảng có tháng nữa mới về, đợi lụm xong hoặc đầu mới về em có hướng này em đi nữa không? Chắc đi phụ lý đồ đạc nó về. Phải đi nữa bây giờ tí gần gần đó giờ lên trển đi mót.
kiếm tiền. Móc thì móc chả là móc chả mình bán, mình bán lấy tiền mình á là kiếm 20 ngàn. Ừ. Khi 19 ngàn này kia chạy đi mót đi gần ấy ấy, mình đi mót là mình cũng được tiền, thí dụ được ngày 200 mấy gì đi chứ sao giờ. Ừ, còn bây giờ là mình về dắt lúa kiếm tiền trước đi. Ừ. Ngày kiếm 100 mấy hả? Ở đây 100 mấy em đem cơm theo ăn hay là mình về nhà ăn? Ừ, bên kho lúa luôn, bên lúa người ta cho mình ăn cơm luôn hả? Bữa nào anh quay cái lúc mà em dắt lúa thử coi lực anh làm thế nào. có khi đi dắt lúa không ở trong kho đâu, đi dắt cái động này, à chỗ kia giờ chạy lấy, mình đi lấy chua, lúa chỗ mà theo chỗ lấy chỗ này hết chỗ kia này kia vậy đó. À đi xô vậy đó, chúng đi thuê xe anh ta không xe vậy? Rồi trong cái đội dắt mình phóng bao nhiêu người? 4-5 người. 4-5 người hả? Đi vô nào mày. Ừ. Rồi dự tính chừng nào lọp cái miếng đó lại? Chắc bữa nay rảnh rảnh chắc kêu mấy bạn nó qua phụ. Giờ cứ lọp đi, chừng nào anh chia sẻ với cô chú nào thương á thì anh sẽ làm nhà cho. Nói chung là không hứa, cái này là chỉ quay để chia sẻ, có duyên với mạnh thường quân thì giúp nha. Chứ anh không hứa anh bữa nào em làm nhà cho em nghe. Nói chứ không hứa, mà có anh sẽ làm cho liền. Dạ thì con cứ thấy cưng chia sẻ. Con chia sẻ có cô chú đầu thương thì con sẽ làm hút xí cho cô. Dạ. Hút xí thì cũng không nhiêu tiền đâu. Dạ. À, khoảng 10 triệu là đẹp rồi. Hút xí 10 triệu là đẹp rồi. Con mua cái hai cái hầm con làm, con xây lên cho. Vậy con sẽ đưa xẻ lên là có thể mạnh thường quân con sẽ giúp cái nhẹ nhất là có thể có liền à. Dạ. Mà cũng không hứa ngày nào nha. Không hứa. Thì con nói là con chia sẻ được thì con làm liền. Ha. Dạ. Thì con cũng trông cô chú thương thì cô chú gửi về con làm cho. Dù nhà cửa thì anh cũng chia sẻ giúp em, thì cô chú nào thương thì anh sẽ làm cho, chứ không hứa không có đợi nha. Dạ. Không có trông làm nhà nha. À, thì có duyên thì thương rồi, mà con thương thì mà con cho à. Hiện tại anh cũng đang làm vòng vòng này cũng rất là nhiều, mà quan trọng mình phải chịu làm, chịu siêng năng. Dạ. Chứ không phải là mình khó khăn mình không chịu siêng năng, mình ăn chơi thì con không thể con đúng giúp rồi được. Dạ. Con không giúp đâu. Đó. Khổ mà chịu làm con mới giúp. Dạ như tôi còn có con thì thí dụ mình nói con thiệt mà nói riêng riêng đây. Còn tôi ở Úc thì Úc nó làm công ty. Yeah. Còn tôi thì ở nhà giữ hai đứa cháu này nè. Yeah. Đâu có được đi đâu đâu. Yeah. Thì con muốn làm thì con phải tìm hiểu rõ. Yeah. Địa phương coi anh này có lo làm ăn không hay là ăn chơi. Không lo làm nuôi vợ nuôi con, cứ tới ngày mình nghèo rồi mình cứ đi lông nhông mình vô quán này quán kia thì con không có giúp được đâu. À, con giúp những hoàn cảnh nào đặc biệt mà khó chịu vươn lên, người ta khổ mà muốn làm muốn vươn lên thì con sẽ đẩy cho người ta lên. Đó, chứ không phải là mình nghèo mà mình cứ không chịu làm mà cứ đi chơi không, mà kêu người ta giúp thì con không bao giờ con giúp. Đó. Con muốn là Sơn lo cho vợ lo con lo làm thì con thương đó, con sẽ giúp đưa lên mạnh thường quân, con thương thì con sẽ giúp cho. Rồi bữa nay ở nhà luôn, ở nhà luôn. Rồi thì thế con quay chia sẻ chút xíu thôi, rồi con cũng bận công việc nữa, con đang làm nhà mấy cái ngôi nhà kia, con cũng đi thăm mấy ngôi nhà con đang làm á, rồi con đi ngang coi có Sơn ở nhà không để con quay con chia sẻ lên. Bây giờ con cũng về con đi công chuyện nữa. Dạ. À, chúc cô nhiều sức khỏe ha. Dạ, dạ. À, anh về hay sao? Dạ, dạ. Rồi chừng nào có cô chú nào thương thì anh sẽ tranh thủ làm cho, cũng như là cô thì cũng muốn có hô xí sớm. Dạ. Không? Dạ. À, cái hô xí con thể con báo mạnh thường quân con sẽ giúp cô làm. Cái đó là nhanh mà lẹ đó, có thể là con đưa lên có thể cô chú thấy thương là cô chú sẽ gửi con làm liền à. Dạ. Tại thấy gia đình thấy khổ quá thì con sẽ gom chỗ này chút kia chút cái mạnh thường quân của con á. Con sẽ gửi trực tiếp video luôn, để gửi cho từng mạnh thường quân của con để cơ hướng để phụ giúp với Minter cũng như giúp cho gia đình đi đó. Có cái hô xí trước đi, còn cái ngôi nhà thì đúng nó rồi quá lớn. Dạ. À, số tiền thì nó quá lớn, cũng mới làm được cái ngôi nhà thì cái hô xí thì nó cũng không có nhiều tiền đâu. Mà con sẽ xin chỗ này chút kia chút con làm cho. Dạ, dạ giùm giúp hô xí cho tôi cảm ơn. Dạ, dạ, thì anh vậy thôi. Dạ, dạ. Dạ, thì cuối video thì Minter cũng xin kính chúc cô chú với mạnh thường quân với nhà hảo tâm. À, xem được video đồng hành cùng Minter tiếp tục với ngôi nhà tiếp theo cũng như là Sơn một tay
thấy hoàn cảnh thật đáng thương, và các ba có ba đứa con đang không được đứa nào được đi học hết, bây giờ cũng đi làm thuê làm mướn theo cha theo mẹ không à. Thấy hoàn cảnh này đang cần sự trợ giúp của cộng đồng mạng cũng như quý mạnh thường quân của nhà hảo tâm. Thì cuối video thì mình ta cũng xin kính chúc quý mạnh thường quân của nhà hảo tâm gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài phát đạt. Rồi thì mình ta kết thúc video tại đây ạ.